Xin chào, nghe tiếng mũi vo ve có thể sẽ khiến nhiều người muốn phát điên. Vậy có bao giờ bạn nghĩ tại sao các nhà khoa học không tìm cách tiêu diệt sạch sẽ tất cả những con mũi trên thế giới này? Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Không phải rắn độc, sư tử hay cả mập và thậm chí cũng không phải con người. Mũi mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta trong vương quốc động vật. Có một nhà khoa học đã tuyên bố, chính mũi đã giết chết một nửa dân số từng tồn tại trên trái đất này trong suốt lịch sử, khoảng 54 tỷ người. Nhưng điều này có vẻ là một tuyên bố khá ngớ ngẩn và không có bằng chứng chính xác. Dẫu vậy thì mũi vẫn là một loài động vật chết chóc. Chúng đã khiến 400.000 người thiệt mạng vì sốt rét chỉ trong năm 2015 và thậm chí những năm gần đây còn cao hơn. Khí hậu ấm lên và sự gia tăng du lịch toàn cầu đã giúp các loại virus trước đây như Zika và Chikungunya ngày càng lan rộng trên khắp thế giới. Điều đó khiến cho nguy cơ tử vong do loài muỗi gây ra càng đáng sợ. Mà kể cả nó không mang mầm bệnh gì, thì vết đốt sưng vù và ngứa ngáy do con muỗi gây ra vẫn khiến chúng ta căm thù nó như căm thù cái gã trọng tài trong trận Việt Nam-Thái Lan. Vậy chúng ta có nên loại bỏ tất cả loài muỗi trên thế giới hay không? Trước khi trả lời câu hỏi này, các bạn cần phải biết rằng có gần 3.000 loài muỗi trên khắp hành tinh của chúng ta, từ khách sạn 5 sao ở New York cho đến rừng rậm ở Amazon. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 200 loài muỗi trong số này là có khả năng cắn người. Như vậy, không phải tất cả 3.000 loài muỗi đều đáng ghét như gã trọng tài Ali. Không chỉ vậy, trong 200 loài muỗi có nhu cầu cắn người thì lại chỉ có một số loài có khả năng mang mầm bệnh là các loài virus nguy hiểm như Zika, sốt xuất huyết hay Chikungunya. Và chúng hầu như là thành viên của dòng họ Anophe. Tiếp đó, với loài muỗi có khả năng cắn người và mang mầm bệnh nguy hiểm này thì lại cũng chỉ có mỗi cái nó mới cắn để hút máu chúng ta làm thức ăn cho đám trứng của chúng. Xét một cách khách quan, theo góc nhìn của người Thái thì bọn muỗi nó cũng đang làm điều đúng đắn vì nó cũng chỉ nuôi con của nó để duy trì nòi giống mà thôi. Có người mẹ nào mà không làm như vậy đâu. Cơ mà, kể cả đã bị một con muỗi cái, thuốc loài có thể truyền bệnh, chọc cho một phát, thì tỷ lệ bạn mắc bệnh cũng không bao giờ là 100%. Để hiểu rõ tại sao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách thức mà muỗi truyền bệnh, đó là sẽ như thế này. Có lẽ các bạn thường nghĩ cái vòi con muỗi giống như một cái đầu kim tiêm, và khi nó đốt thì nó sẽ đâm một phát vào da bạn. Nhưng hóa ra không phải như vậy. Thực ra con muỗi nó không phải chỉ có một vòi đâu, mà nó có tới một bộ vòi luôn. Bó vòi này gồm có 6 chiếc, 4 chiếc trong số này có chức năng tìm vị trí thuận lợi nhất trên da để chọc vào, 2 cái còn lại thì một cái có chức năng bơm nước bọt của nó vào cái lỗ trên da. Chỗ nước bọt này sẽ có chức năng gây tê, khiến cho bạn không thể cảm nhận được có một thằng muỗi nào đó đang chọc mình. Còn một cái vòi cuối cùng mới chính là cái vòi mà chúng ta vẫn nghĩ, cái vòi hút máu. Vậy mà bệnh đã được truyền qua con đường nào? Có lẽ các bạn đã được nghe rằng HIV không lây qua việc bị muỗi đốt, nhưng các loại bệnh khác như Zika thì có. Vậy nó khác nhau ở đâu? Thì vấn đề là ở chỗ này. Như các bạn đã biết, khi chúng đốt ta, muỗi chỉ bơm vào nước bọt của chúng. Thế nên con virus nào có thể tồn tại trong nước bọt của muỗi thì mới truyền sang và lây lan cho người được. Mà để tồn tại được trong nước bọt của muỗi thì con virus phải có khả năng thích nghi và phát triển bên trong con muỗi, virus Zika là ví dụ. Thế còn với virus HIV, khi muỗi nó hút máu từ người bệnh thì máu đó sẽ được con muỗi tiêu hóa. Con virus HIV do không có khả năng thích nghi trong bụng con muỗi nên sẽ bị tiêu hóa luôn. Vậy nên khi muỗi đốt người khác, nó sẽ không truyền loại virus này, vậy nên HIV không lây qua muỗi đốt là vì vậy. Được rồi, cứ cho là muỗi đốt cũng không sợ bị bệnh đi. Nhưng bạn vẫn cứ muốn tiêu diệt sạch loài muỗi thì có được không? Có ảnh hưởng gì không? Thì câu trả lời là nhiều loài muỗi là vô hại và ngược lại nó còn có tác dụng. Ví dụ như chúng có thể giúp thụ phấn cho thực vật khi chúng ăn mật hoa. Đây là nguồn thức ăn thông thường của chúng. Và chúng cũng cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho các loài động vật lớn hơn. Chúng cũng là thành phần quan trọng của một hệ sinh thái phức tạp giống như mọi sinh vật sống khác. Thế còn về việc tìm cách tiêu diệt sạch sành xanh tất cả muỗi thì hiện nay quá trình này vẫn đang diễn ra ở phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tạo ra những con muỗi đực biến đổi gen để sinh ra những quả trứng vô dụng. Khi thả chúng vào môi trường, những con cái sẽ chỉ sinh ra trứng, nhưng trứng thì không bao giờ nở thành ấu trùng, vậy là nó bị triệt sản.
Hiện phương pháp này đã thành công. Các cuộc thử nghiệm ở quần đảo Cayman, nơi vài triệu con muỗi biến đổi này được thả ra, đã dẫn đến 96% dân số nhà muỗi bị tiêu diệt. Một số nhà khoa học khác đang thử nghiệm phương pháp tạo ra một loại vi khuẩn có khả năng ăn thịt những con muỗi đực. Tuy nhiên, nếu cộng đồng nhà muỗi mà mất những con muỗi đực, thì những con cái sẽ không biết sinh sản cùng ai. Nhưng điều đáng lo ngại là không biết bọn vi khuẩn được tạo ra có quay lại ăn thịt luôn cả con người như trong phim hay không. Thế nên, lại có những nhà khoa học thích phương án tự nhiên và thân thiện với môi trường hơn. Đó là họ phát hiện ra rằng những con nhện nhảy ở Đông Phi rất thích đuổi bắt và chén thịt những con muỗi vừa hút máu xong. Và họ nghĩ rằng có thể thả những con nhện vô hại này vào nhà bạn. Bạn chỉ việc chờ muỗi nó đốt, sau đó những con nhện sẽ nhảy ra và trả thù cho bạn. Thế là done. Dù sao thì các phương án vẫn có nhược điểm và chắc chắn rằng chúng ta sẽ còn phải sống chung với loài muỗi dài dài, giống như việc đội tuyển Việt Nam sẽ còn gặp nhiều ông trọng tài bất lương như Ali. Thôi thì thay vì cảm thấy khó chịu, chúng ta hãy xem như đó là thử thách để chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.